Mỹ đang hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Đức và một số nơi khác ở châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine-Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 29 tháng 4 cho hay, Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine về vận hành những hệ thống vũ khí quan trọng tại các căn cứ của Mỹ ở Đức. Ông cho biết thêm, trong chương trình huấn luyện có sự hợp tác của Đức, binh sĩ Ukraine được đào tạo vận hành các hệ thống pháo, radar và xe thiết giáp. Theo lời ông Kirby, các căn cứ ở Đức là một trong ba khu vực mà quân đội Mỹ sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ thêm. Phần lớn nội dung huấn luyện do lực lượng vệ binh quốc gia Florida của Mỹ đảm nhận. Đây là lực lượng từng huấn luyện binh sĩ ở Ukraine nhưng đã rời đi vào tháng 2, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng này. Mỹ là một trong những quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này hồi cuối tháng 2. Nếu tính từ năm 2021, Washington viện trợ tổng cộng 4,3 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Đặc biệt khi chiến sự Nga-Ukraine bước sang giai đoạn 2 và được dự đoán sẽ khốc liệt hơn giai đoạn đầu, Mỹ đã liên tục đưa ra các gói viện trợ mới cho Kiev, trong đó có cả vũ khí hạng nặng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Moscow đang đe dọa hạt nhân. Phương Tây cáo buộc Nga đe dọa hạt nhân khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện nay thật sự khá lớn và không nên coi nhẹ. Đáp lại cáo buộc này, trả lời phỏng vấn hãng tin Al Arabiya hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Lavrov nói phương Tây đang đưa ra những luận điệu chiến tranh hạt nhân chống lại Nga, đồng thời khẳng định Moscow không đe dọa chiến tranh hạt nhân với bất cứ ai. Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 25 tháng 4, ông Lavrov cho rằng chiến tranh hạt nhân là không thể chấp nhận được, nhưng mối đe dọa về một cuộc xung đột như vậy vẫn tồn tại. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết thêm, Moscow không coi là đang xung đột với NATO bởi vì đó là yếu tố sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đáng tiếc, dường như NATO tin rằng họ đang xung đột với Nga. Lãnh đạo NATO, châu Âu, đặc biệt là Anh, Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức nói rằng phải khiến Nga thất bại, Ngoại trưởng Lavrov nói. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Lavrov cũng một lần nữa cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Nếu Mỹ và NATO thực sự muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trước tiên họ phải ngừng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Kiev. Ông Lavrov cho biết, đồng thời cảnh báo bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào viện trợ cho Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga. Gần đây, Moscow liên tục thông báo tấn công phá hủy các kho tập kết vũ khí mà phương Tây chuyển cho Ukraine. Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev đến khi nào Ukraine đẩy lùi được lực lượng Nga. Thụy Điển cáo buộc máy bay trinh sát của Nga đã đi vào không phận của quốc gia Bắc Âu và gọi đây là động thái không thể chấp nhận được. Không quân Thụy Điển ngày 30 tháng 4 cáo buộc máy bay An-30 của Nga đã xâm phạm không phận của quốc gia Bắc Âu vào ngày 29 tháng 4. Một máy bay An-30 của Nga đã vi phạm không phận Thụy Điển. Máy bay này đã bay về hướng đông đảo Bornholm ở khu vực Baltic, rồi hướng thẳng tới lãnh thổ Thụy Điển, sau đó xâm phạm không phận Thụy Điển rồi rời đi, thông báo viết. Thụy Điển cho biết thêm các tiêm kích của họ đã theo dõi tình hình và chụp ảnh lại chiếc An-30. Ngoại trưởng Thụy Điển Anh Ann Linde sau đó viết trên Twitter rằng động thái của Nga là không thể chấp nhận được và sự toàn vẹn lãnh thổ của Thụy Điển nên được tôn trọng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng toàn bộ máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ nước này luôn thực hiện các chuyến bay tuân thủ chặt chẽ với quy định quốc tế về sử dụng không phận. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đang khiến tình hình an ninh ở châu Âu nóng lên. Sau hàng loạt diễn biến trong hơn 2 tháng qua, Thụy Điển và Phần Lan đang hướng tới mục tiêu nộp đơn xin gia nhập NATO. NATO cũng như Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ với động thái này, trong khi Nga cảnh báo hậu quả nếu hai quốc gia Bắc Âu từ bỏ chính sách trung lập lâu năm để tham gia vào liên minh quân sự gây ảnh hưởng tới an ninh Moscow. Thông báo trên kênh Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng chương trình cho thuê vũ khí của Mỹ sẽ khiến Ukraine rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và nhiều thế hệ công dân của đất nước này sẽ phải trả giá. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng cho thuê là một khoản cho vay hàng hóa và không hề rẻ. Đối với tất cả đạn dược, thiết bị và thực phẩm do Mỹ cung cấp, nhiều thế hệ công dân tương lai của Ukraine sẽ phải trả. Tổng thống Zelensky đang khiến đất nước rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Người đứng đầu Duma cho rằng các tập đoàn quân sự của Mỹ sẽ được hưởng lợi từ chương trình cho thuê. Lợi nhuận của họ sẽ tăng lên gấp nhiều lần như đã từng xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Volodin nhắc nhở rằng Liên Xô đã nhận vũ khí từ Washington theo hợp đồng cho thuê.
trong khi Mỹ gọi đó là sự giúp đỡ cho các đồng minh. Theo đó, Liên Xô đã trả các khoản nợ vũ khí trong nhiều năm, cung cấp cho người Mỹ bạch kim, vàng, gỗ để thanh toán, cũng như sửa chữa tàu Mỹ miễn phí. Các khoản thanh toán cho việc thuê của Liên Xô chỉ kết thúc vào thời điểm năm 2006, đúng 61 năm sau chiến thắng trong Thế chiến II. Trước đó, một dự luật cho phép cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine theo chương trình cho thuê đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Vào đầu tháng 4, tài liệu đã được ủng hộ tại Thượng viện. Bây giờ, nó phải được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành. Mỹ đã tăng cường cung cấp vũ khí, trang thiết bị và đạn dược cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Lầu Năm Góc, trong 2 tháng, tổng số tiền hỗ trợ cho Kiev trong lĩnh vực an ninh lên tới 3,4 tỷ đô la Mỹ. Cuối tháng 4, Washington đã công bố một gói hỗ trợ quân sự 800 triệu đô la Mỹ khác nhằm cung cấp máy bay không người lái, pháo và đạn pháo cho họ. Nga đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và các nước khác cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngày 25 tháng 4, Moscow đã gửi công hàm cho Washington yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với các nước phương Tây, đặc biệt là Anh, về việc khuyến khích Ukraine tấn công Nga. Nga sẽ không bỏ qua cho hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Nga. Chúng tôi muốn Kiev và các quốc gia phương Tây nghiêm túc cân nhắc tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng việc xúi giục Ukraine tấn công vào các cơ sở của Nga sẽ phải đối mặt với sự đáp trả gay gắt từ Moscow. Sự hiện diện của các cố vấn phương Tây tại các trung tâm ra quyết định của Ukraine cũng không thể ngăn cản Nga đáp trả. Bà Zakharova nêu đích danh Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippie. Theo bà, tuyên bố của ông Hippie ngụ ý việc Ukraine tấn công vào các cơ sở hậu cần của Nga là hoàn toàn hợp pháp và được Kiev coi như lời kêu gọi hành động. Chúng tôi đã bình luận về tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Anh James Hippie như ông ta đã nói về tính hợp pháp của việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Nói một cách khác, phương Tây đang công khai kêu gọi Kiev tấn công Nga, thậm chí là bằng vũ khí được các nước thành viên NATO cung cấp. Kiev coi đó như một định hướng hành động. Trong nhiều tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích vào các khu vực gần biên giới Nga-Ukraine, dẫn tới nhiều thương vong. Trong vài ngày qua, Nga cho biết một số khu vực ở nước này sát với biên giới Ukraine đã bị tấn công. Moscow cảnh báo những cuộc tấn công như vậy có nguy cơ khiến tình hình leo thang. Ukraine không chính thức nhận trách nhiệm, song cố vấn của Tổng thống Zelensky là Mikhail Podolyak ám chỉ đất nước của ông có thể liên quan tới một loạt sự việc ở các vùng biên giới của Nga. Hồi đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo nếu các cuộc tấn công như vậy còn tiếp diễn, Moscow sẽ nhắm vào các trung tâm quyền lực ở Ukraine, gồm cả những nơi có các cố vấn phương Tây đang giúp đỡ Kiev. Đồng rúp của Nga lên cao nhất 2 năm với 75,43 rúp đổi 1 euro trong giao dịch thương mại ngày 27 tháng 4, sau khi Nga đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây bằng việc cắt nguồn cung khí đốt cho những quốc gia châu Âu đầu tiên. Trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 4, đồng rúp của Nga đã tăng lên 1,8%, lên 75,43 rúp đổi 1 euro, cao nhất kể từ đầu tháng 3 năm 2020. Rúp cũng tăng 1,1% so với đồng đô la Mỹ, lên 72,75 rúp đổi 1 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, đồng rúp tăng giá mạnh nhờ các biện pháp kiểm soát dòng vốn cũng như một số biện pháp khác của Nga nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây. Quyết định tăng lãi suất ngân hàng trung ương của Nga được cho là cũng góp một phần hỗ trợ đồng rúp. Ngân hàng trung ương Nga sẽ cắt giảm 200 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản xuống 15% nhằm kích thích cho vay nhiều hơn. Ngoài ra, sắc lệnh buộc khách hàng phương Tây thanh toán các hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp cũng tạo đà tăng cho nội tệ này của Nga. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh yêu cầu những quốc gia không thân thiện, chủ yếu là châu Âu, phải thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp, nếu không Moscow buộc phải cắt nguồn cung. Theo đó, Điện Kremlin mới đây đã xác nhận Nga chính thức cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27 tháng 4 với lý do các nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Phương Tây lập tức đưa ra cáo buộc Nga đang tống tiền châu Âu bằng năng lượng và phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cảnh báo Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt cho những nước châu Âu khác nếu tiếp tục từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, EU đã áp 5 gói trừng phạt Moscow và chuẩn bị tung ra gói thứ 6. Tuy nhiên, do phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng của Nga nên đến nay châu Âu vẫn chưa thể áp đặt một lệnh cấm vận với dầu mỏ và khí đốt của nước này. Thay vào đó, EU có kế hoạch giảm dần phụ thuộc,
Bình luận về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Thủ tướng Ba Lan nói rằng các lệnh trừng phạt này không hiệu quả. Theo ông, Nga đang chống đỡ tốt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen ngày 27 tháng 4 thông báo EU đang thảo luận tích cực về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga. Gazprom, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga, đã quyết định cắt nguồn khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria ngay từ ngày 27 tháng 4, với lý do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện tại, một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch sử dụng hệ thống thanh toán mới cho việc mua khí đốt của Nga theo yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra. Giới chuyên gia cho rằng điều này sẽ đe dọa sự thống nhất của khối EU. Vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu các nhà nhập khẩu khí đốt của những quốc gia được gọi là không thân thiện, bao gồm tất cả thành viên EU, thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Theo đó, các công ty này phải mở cả tài khoản ngoại tệ và tài khoản rúp tại Gazprom Bank, chi nhánh giao dịch của Gazprom có trụ sở tại Thụy Sĩ. Biện pháp này được coi là một cách vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của EU đối với Ngân hàng Trung ương Nga. Ba Lan và Bulgaria đã từ chối yêu cầu của Điện Kremlin. Để đáp trả, Gazprom đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho hai nước này từ ngày 27 tháng 4. Hành động này được đánh giá là một bước leo thang mới của Điện Kremlin, khiến giá nhiên liệu tiếp tục leo thang và buộc các nước khác trong Liên minh châu Âu phải chấp nhận các điều kiện mà Kremlin đưa ra. Giới phân tích cũng cho rằng đây là động thái để Nga đối phó với viễn cảnh EU đang chuẩn bị loạt trừng phạt mới đối với Nga. Trên thực tế, EU không có gì bất ngờ với quyết định kể trên, song lo ngại đòn trả đũa bằng năng lượng này chỉ là bước khởi đầu và Nga sẽ áp dụng với một loạt các thành viên khác của châu Âu, trong đó có nhiều nước chưa thực sự sẵn sàng từ bỏ hẳn khí đốt của Nga. EU nhanh chóng thể hiện tinh thần đoàn kết hỗ trợ Ba Lan và Bulgaria, hai nước hiện chiếm 8% lượng khí đốt toàn bộ EU nhập khẩu từ Nga. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyết định của Gazprom có tác động nhỏ nhất tới người tiêu dùng châu Âu. Các thành viên châu Âu đã họp nhóm về vấn đề này. Từ khi EU quyết định cắt giảm 2/3 lượng tiêu thụ khí đốt Nga trong năm nay và dự kiến đến năm 2027 sẽ dừng hẳn sự lệ thuộc vào năng lượng Nga, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các phương án. Do đó, về ngắn hạn, giới chuyên gia đều đánh giá quyết định cắt khí đốt lần này của Nga với Ba Lan và Bulgaria không gây tác động nhiều đối với EU, song lại là tín hiệu cho thấy ông Putin vẫn còn những lá bài để đối phó với các đòn trừng phạt của khối. Một số chuyên gia tin rằng việc cắt giảm đối với các quốc gia EU khác có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2022 là thời hạn của các khoản thanh toán tiếp theo. Song khi chưa thể cắt hẳn sự phụ thuộc vào Nga về khí đốt, một số quốc gia châu Âu không có nhiều sự lựa chọn. Các nhà phân phối khí đốt ở Đức, Áo, Hungary và Slovakia đang lên kế hoạch mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprom Bank ở Thụy Sĩ. Hiện cuộc đàm phán giữa các khách hàng châu Âu và nhà cung cấp khí đốt Gazprom đã được đẩy mạnh khi hạn chót thanh toán đang đến gần. EU đề xuất áp dụng lệnh cấm dầu mỏ của Nga kể từ cuối năm nay. Hãng tin Bloomberg mới đây trích dẫn các nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu-EU đã đề xuất áp đặt lệnh cấm vận chuyển dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay. Theo nguồn tin trên, lệnh cấm hoàn toàn đối với dầu mỏ của Nga sẽ được áp dụng vào cuối năm nay. Trước đó, các biện pháp hạn chế nhập khẩu sẽ dần được áp dụng theo từng cấp độ. Trước đó, New York Times cũng trích dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết các nước EU có khả năng sẽ thông qua lệnh cấm vận theo từng giai đoạn đối với dầu mỏ của Nga vào cuối tuần tới. Các đại diện thường trực của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 4 tháng 5 để thảo luận về gói trừng phạt mới và việc phê duyệt dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần. Lệnh cấm vận dầu mỏ được coi là biện pháp trừng phạt quan trọng nhất trong gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga. Hôm 17 tháng 4, hãng thông tấn TASS cũng dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, vốn chiếm 37% hoạt động ngân hàng của Nga, cũng như các biện pháp bổ sung đối với những quan chức cấp cao của Nga.